Liên tục vướng nghi vấn lừa đảo kiếm tiền từ fan, YouTuber nghèo nhất Việt Nam sang vlog lên tiếng. Thời gian qua, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền thông tin một YouTuber đình đám lừa dối khán giả. Cụ thể, thông tin cho biết, YouTuber này có được mệnh danh là nghèo nhất Việt Nam. Anh sở hữu gương mặt hiền lành, chất phác, thường làm nội dung xoay quanh một nhóm trẻ em nhỏ tuổi. Tuy nhiên, sau khi quay xong mỗi video, người này sẽ tác động vật lý lên những đứa trẻ. Đồng thời, YouTuber này cũng sẽ không trả bất cứ một đồng thù lao nào. Điều này khác hoàn toàn với những gì video công khai chia sẻ. Thế nên, thông tin được lan truyền cho rằng nam YouTuber giàn dựng, lợi dụng lòng thương của khán giả để kiếm tiền. Không có chuyện mỗi video được trả 2 triệu, nhân viên của anh chàng chỉ nhận được khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Ngay lập tức, thông tin nói trên đã gây xôn xao dư luận suốt những ngày gần đây. Dù nguồn tin không tiết lộ cụ thể, thế nhưng nhiều netizen đã liên tưởng và réo tên sang vlog. Không ít người đã tràn vào tẩy chay anh, dù thực hư câu chuyện vẫn chưa sáng tỏ. Theo đó, sang vlog bị nhiều người gọi điện làm phiền và nói những lời không hay. Nam YouTuber khẳng định những đồn đoán về anh trên mạng xã hội đều là sai sự thật. Bên cạnh đó, anh cũng hẹn gặp những đứa trẻ và cộng sự thường xuyên xuất hiện trong clip để làm rõ. Không chỉ vậy, sang vlog còn cho biết thêm, tôi có biệt danh là YouTuber nghèo nhất Việt Nam vì khi đó tôi sống cùng mẹ ở một chòi lá nhỏ trên đồi. Nhiều khán giả quý mến quá nên gọi như vậy, chứ đâu phải tôi tự nói mình nghèo nhất để xin tiền hay quyên góp, làm từ thiện. Tôi mong mọi người nhìn nhận thật kỹ trước khi phán xét tội mấy đứa nhỏ lắm mọi người.